Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm chiếc Suzuki 8 tạ phiên bản thùng ben. Nó có rất nhiều phiên bản thùng. Trước mắt chúng ta sẽ là phiên bản thùng ben. Đây, chúng ta có đi về phía thùng ben của chiếc 8 tạ. Phiên bản thùng này chúng ta có thể mở 3 bừng. Đây, cái khóa chúng ta có thể mở bừng. Mở bừng ngang, mở bừng sau. Đây là khóa mở bừng sau. Ngoài ra thì khi chúng ta lâng ben thì đây chúng ta khóa là cái cửa này có thể, cái móc cài này khi chúng ta lâng ben nó sẽ tự mở móc. Và cái cửa này cũng sẽ tự mở ra khi chúng ta lâng ben để đợi. Còn cái khóa này là chúng ta mở ra khi chúng ta không muốn nâng ben mà chúng ta muốn cho hàng áo xuống thì chúng ta có thể mở cửa hộng bằng cái móc này, bằng cái khóa này. Đây, chúng tôi cùng nâng ben cho mọi người xem. Chiếc xe Su 8 tạ này được nhập khẩu nguyên chiếc Indonesia và được trang bị điều hòa hai chế độ nóng lạnh. Điều hòa này mát rất nhanh và sâu, có hệ thống giải trí FM radio, vô lăng trợ lực điện rất nhẹ nhàng. Đây, tôi sẽ lâng ben lên cho mọi người xem. Đây là chính hệ thống ben lâng của chiếc 8 tạ. Mình sẽ lâng hết cỡ lên. Đây là khi ben cao hết cỡ để chúng ta đổ hàng hóa. Đây, khi chúng ta lâng ben thì đây, cái phần cửa như tôi nói là nó có thể tự mở như thế này, rút ra hàng hóa, tự chốt ra, tự đổ ra, chở các vật liệu rời, cát đá sỏi, rất phù hợp chở các loại vật liệu rời, vật liệu xây dựng cho các cung đường của thành phố chật hẹp với chiếc xe này sẽ rất phù hợp. Đây, chúng ta cùng hạ ben xuống. Chiếc xe tải của Suzuki nổi tiếng về độ bền, độ ổn định, kéo theo đó là độ giữ giá khi chúng ta muốn bán lại xe. Và cũng có rất nhiều phiên bản thùng phù hợp với mọi loại hàng hóa mà chúng ta chuyên chở. Như với chiếc 8 tạ này chúng ta sẽ có thùng lửng, thùng kín, thùng môi bạc. Bên mình còn có thùng siêu dài, thùng ben, thùng đông lạnh, thùng chở gia cầm nữa. Đây sẽ là chiếc xe thùng ben phiên bản màu bạc. Ra chúng ta còn sẽ có màu trắng nữa và bên mình có sơn đổi màu cho khách hàng. Màu xe có thể tùy theo phong thủy cũng như tùy theo sở thích của mọi người, có thể sơn đổi màu cho phù hợp. Hiện tại thì bên mình cũng đang có rất nhiều các ưu đãi cho khách hàng khi mua xe, đặc biệt là chiếc xe 8 tạ này. Để biết thêm thông tin chi tiết về giá bán cũng như các chương trình khuyến mãi của chiếc xe này và các dòng xe khác của Suzuki, xin mời quý vị các bạn hãy liên hệ với mình qua số điện thoại ở trên và hãy ấn like và subscribe để ủng hộ và đón theo các video tiếp theo. Xin cảm ơn.